Mỹ Dung xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với livestream của Lotus Versace. Và ngày hôm nay thì như thường lệ thì em Dung cũng sẽ mang đến cho mọi người rất là nhiều những cái ưu đãi cũng như là phần quà hấp dẫn đến từ nhãn hàng dược mỹ phẩm Lotus Versace, được không ạ? Em chào chị Ly Nguyễn nè, em chào chị Đoàn Minh Liên. Rồi, thôi để em coi bằng cái này đi thì em mới thấy được các chị. Rồi, em thấy bao nhiêu người vào rồi nè. Rồi, em chào chị Thảo Đinh, em chào bạn Suri ha. Hôm nay có deal kem chống nắng là sao không? Trời ơi, bạn Hà Ngân hỏi liền ngay một cái deal mà đang rất là hot bữa giờ, phải không ạ? Bật mí với mọi người luôn là hôm nay có deal về kem chống nắng lạch xanh nha, mà đã đứt hàng từ rất là lâu rồi đúng không? Nhưng mà mọi người phải cố gắng nha, tại vì cái deal này nó sẽ ẩn ở đằng sau lận. Rồi, xin chào bạn Tô Ngân, xin chào chị Tuyền Nguyễn ạ. Dạ rồi, thì như thường lệ ha, ngay đầu livestream thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái chương trình ưu đãi của ngày hôm nay. Đó là với 20 đơn hàng đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được một cái hộp đựng mỹ phẩm. Và ngoài ra thì với những đơn hàng từ 659.000 nha, thì chúng ta sẽ có ngay cái voucher 60.000. Và với những đơn hàng từ 1.099.000 thì chúng ta sẽ có ngay một cái voucher đó là 110.000 đồng. Và ngoài ra thì tất cả những cái đơn hàng của chúng ta thì sẽ được free ship vận chuyển. Và còn một cái chương trình hấp dẫn nữa, đó là như thường lệ thì chúng ta sẽ có một cái mini game rất là đơn giản ha. Một cái mini game, và mini game này sẽ tặng cho chúng ta đó là ba cái sản phẩm Effect Radio cộng cho ba bạn khán giả mà may mắn nhất được đội ngũ của Lotus Versace chọn ngẫu nhiên khi mà trả lời đúng cái câu hỏi mini game, được không ạ? Trời, hôm nay mọi người comment ào ạt quá vậy ta. Trời ơi, rồi em chào chị An Diệu nè. Rồi em chào chị Hiền Trần, không biết xem deal kiểu gì, thấy không có người, thấy không có để nguyên xem mua hàng là sao ạ? Dạ chị ơi, tất cả những cái deal thì sẽ được các bạn ghim lên trên cái phần comment á, thì chút xíu nữa chị có thể thấy cái phần deal ha. Còn nếu mà chị đang cần mua gấp thì chị có thể inbox cho Lotus Versace thì các bạn sẽ gửi cho chị cái deal ngay lập tức ở trên cái phần tin nhắn để chị có thể tham khảo nha. Cho em hỏi sản phẩm serum đang sử dụng chung với đợt trên được không ạ? Rồi, sử dụng được nha bạn Diamond Nguyễn ơi. Rồi, không có để mọi người chờ lâu nữa. Chị luôn chờ, có bạn hỏi lại stream khác. Rồi, không để mọi người chờ lâu nữa thì bây giờ Mỹ Dung sẽ không có làm tốn thời gian của mọi người nữa, và mình sẽ bắt đầu ngay những cái deal hấp dẫn của ngày hôm nay nha. Đối với cái deal đầu tiên, đó chính là bộ đôi làm dịu giảm mụn nè, giảm thâm cũng như là hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, đó chính là cái dưỡng chất serum Effect La đang rất là hot từ bữa tới giờ đúng không ạ? Và mọi người biết đó, thì cái deal này sẽ phù hợp cho những bạn nào có tình trạng đó là bị thâm nhiều, thâm để lại do mụn nhiều nè, lâu năm rồi mà mình không có hết thâm, cái tình trạng lỗ chân lông to, rồi tiếp theo đó là khi mà mình gặp những cái vấn đề về mụn do nội tiết, mình bị xuất hiện ngay cái vùng hàm. Và ví dụ như em Dung hôm qua ngủ dậy tự nhiên bị một cái mụn ở ngay cái phần chân mày á mọi người, thì cái mụn này nó cũng gọi là mụn nội tiết luôn á. Có nghĩa là nội tiết nghĩa là sao? Nghĩa là thay vì bình thường á, da của mình đổ dầu ngay chữ T hoặc là hai má, thì mụn thường nó chỉ xuất hiện ngay vùng chữ T và hai má thôi. Nhưng mà tự nhiên những cái vùng khác, ví dụ như cái vùng chân mày đâu có dầu đâu, rồi cái vùng thái dương cũng đâu có dầu đâu, nhưng mà mình vẫn bị mụn. Vậy thì cái mụn này có thể là do stress, có thể là do cái nội tiết tốt của chúng ta nó thay đổi, hoặc là do mình chăm sóc da không có kỹ, cái thành ra tự nhiên những cái vùng da khô mà nó cũng bị mụn luôn. Vậy thì những cái trường hợp như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng luôn cái sản phẩm serum Effect La này nha. Và đối với cái deal số 1 này á, thì hiện tại bộ sản phẩm này thay vì bình thường có giá là 895 thì ngày hôm nay chúng ta chỉ mua với giá là 729 thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng thêm xịt khoáng ha. Rồi được tặng thêm một cái gel rửa mặt nè, rồi được tặng thêm một cái gel rửa mặt nhỏ 15ml nè. Rồi đến tiếp theo là được tặng thêm một cái kem chống nắng. Đây, cái kem chống nắng Dry Touch này ha. Rồi, đây, kem chống nắng này. Rồi, còn một sản phẩm nữa, đó là một dưỡng chất ba tác động, đó là Serum Effect La, có nghĩa là cái mini size của em này ha. Thì đây, để cho mà mọi người có thể nhìn rõ, cái mini size thì nó sẽ nằm trong cái tuyếp nhỏ nhỏ như thế này nhá. Và đối với cái bộ sản phẩm này, nó đang nằm ở cái vị trí deal số 1, thì để mua hàng thì mọi người cứ như bình thường, mọi người chỉ cần chốt cái deal, có nghĩa là mọi người chỉ cần comment vào cái livestream này, đó là mình chốt deal số mấy, thì sau đó là Lotus Versace sẽ gửi một cái tin nhắn tự động về cho mình, thì mọi người có thể trả lời cái tin nhắn đó dùm cho em Dung nha. Trời ơi, em thấy có chị Hồ Thị Hương nè đã chốt rồi nè, em cảm ơn chị Hương nha. Rồi em cảm ơn chị Kiều Huỳnh nè. Deal này là deal số 1 nha mọi người nha. Deal số 1 thì sẽ dành cho những cái làn da nào, em nhắc lại nè, bị mụn
bị mụn nội tiết. Bị mụn nội tiết có nghĩa là xuất hiện ngay cái vùng hàm của mình, được không ạ? Rồi thứ hai đó là mình gặp cái vấn đề về lỗ chân lông to. Lỗ chân lông to là do gì ạ? Do vi khuẩn nè, do bụi bẩn nè, nó đóng ở trong cái lỗ chân lông của mình, hoặc là do mình làm sạch không có kỹ, hoặc là do cái tuyến dầu của mình cộng với tế bào sừng của mình nó làm đứt mắt cái lỗ chân lông. Thì thay vì lỗ chân lông của mình nó sẽ có một cái kích thước vừa phải, nhưng bây giờ mình không có chăm sóc cho nó, mình để cho nó bị tiết dầu quá nhiều, hoặc là mình để cho nó bị cái tế bào sừng đó, nó đóng lại trên cái bề mặt da, thì kèm theo bụi bẩn nữa, hàng ngày mình đi làm nữa, thì cái lỗ chân lông nó sẽ to ra, đúng không ạ? Và đối với cái sản phẩm serum Effaclar này thì nó sẽ có một cái gọi là những cái phức hợp axit, ví dụ như AHA nè, LHA và BHA. Thì khi mà có những cái phức hợp axit đó, nó sẽ giúp loại bỏ đi cái tế bào sừng ở trên cái bề mặt da, giúp da của mình thông thoáng hơn là cái thứ nhất nè. Và đâu đó thì nó sẽ thẩm thấu vào trong cái lỗ chân lông của mình để mà làm tiêu đi những cái bã nhờn từ sâu trong lỗ chân lông. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng serum Effaclar, các chị sẽ thấy là chỉ cần sau một đêm thôi thì cái làn da của mình nó sẽ thông thoáng hơn, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta được kiểm soát dầu, cũng như là nó hỗ trợ giảm cái tình trạng sưng viêm do mụn nè, và cái vết thâm trên cái làn da của mình thì sau 28 ngày nó sẽ giảm hẳn khoảng tầm hơn 70% nha mọi người nha. Rồi, đây là deal số 1, thì ai mà chốt deal số 1 thì để lại cái deal dùm cho em nhé. Rồi ở đây em thấy có bạn, có chị Hoa Trần nè đã chốt deal 1 nè. Rồi chị Kiều Huỳnh có thể lại số điện thoại. Chị chốt deal 1 đúng không ạ? Chị ai chốt deal 1 thì để lại cái comment là deal số 1 dùm cho em nhé. Và mọi người nhớ là mình sẽ trả lời cái tin nhắn tự động khi mà Larus Bosey gửi về cho mình nha. Trời mọi người ơi, vừa mới livestream chắc là được bao nhiêu phút ta? Mới có 7 phút mà đã hết 20 đơn hàng đầu tiên rồi. Vậy có nghĩa là cái bộ sản phẩm mà được tặng kèm đó, có nghĩa là đối với 20 đơn hàng đầu tiên mình được tặng kèm thêm 20 túi, cái túi đựng mỹ phẩm thì hiện nay đã hết rồi. Tuy nhiên mình vẫn còn những cái chương trình khác, đó là với cái đơn hàng từ 699 thì mình được tặng thêm một cái túi cầm tay, và ngoài ra đơn hàng từ 999.000 trở lên thì được tặng nguyên một cái túi du lịch rất là dễ thương. Trời, bây giờ làm sao để em cho mọi người coi ha. Đây là hình ảnh hai cái túi của mình nè, đơn 699 và đơn 999 ha. Rồi, để tiếp tục cái chương trình thì Mỹ Dung xin nhắc lại một chút xíu nữa, đó là tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được free ship vận chuyển cho mọi đơn hàng nha. Và nhớ hãy ở lại từ đến cuối livestream nha mọi người, tại vì chúng ta sẽ có một cái mini game, và mini game thì sẽ tặng cho ba bạn khán giả may mắn nhất cái sản phẩm Effaclar chuyên dụng cộng trị giá là 495.000 ha. Rồi, mọi người có câu hỏi gì về cái sản phẩm serum Effaclar thì mọi người cứ để lại cái comment, thì em Dung sẽ hỗ trợ để mà tư vấn cho mọi người ngay trong livestream này nhé. Rồi, em thấy có một bạn, đâu rồi ta? Trời, bị trôi comment mất rồi. Ai mà đặt câu hỏi mà thấy em Dung chưa có trả lời thì mọi người có thể vui lòng copy lại cái đó dùm cho em ha. Mua đơn như thế nào thì được tặng túi đựng mỹ phẩm đi du lịch? Dạ, em chào chị Dung Nguyễn. Thì mình mua đơn từ 999 là mình sẽ được tặng cái túi đó chị ha. Chị mụn này có thể dùng cho bé 9 tuổi bị mụn không em? Trời ơi, chị Châu Ly Vũ ơi, bé 9 tuổi mà bị mụn rồi hả? Cái sản phẩm này thì không có phù hợp cho bé 9 tuổi. Ví dụ như đối với tình trạng da của bé 9 tuổi thì em cần biết là bé bị mụn như thế nào á chị. Ví dụ như là bé đang trong độ tuổi dậy thì sớm, và bé bắt đầu có những cái mụn ẩn nho nhỏ hoặc là mụn đầu đen á, thì trước mắt là mình chỉ cần thử sữa rửa cho bé bằng sữa rửa mặt thôi. Ví dụ như chị có thể chọn cái sữa rửa mặt Effaclar này nè. Đó, với lại mình phải xác định rõ là cái da của bé nó là tuyết da gì nha chị nha. Ví dụ như da dầu thì mình mới mua, tại vì hồi đợt á em thấy là có một số chị á xác định da của con mình hơi sai tí xíu, cái thành ra mình mua nhầm sản phẩm. Nghĩa là mặc dù đây là những, có nghĩa là mặc dù da của bé bị mụn nhưng mà mọi người phải biết là da của bé đang là loại da dầu hay là loại da khô, tại vì vẫn có những cái trường hợp da khô nhưng vẫn gặp vấn đề về mụn. Nên là cái này mình lưu ý nha, những cái sản phẩm có cái chữ Effaclar như thế này, màu xanh như thế này thì chỉ dành cho những ai mà có cái loại da đó là da hỗn hợp thiên dầu cho đến da dầu nhiều thì chúng ta mới sử dụng thôi nhé. Và đối với trường hợp bé 9 tuổi thì em nghĩ là chị có thể gửi riêng cái hình ảnh da của bé qua cái tin nhắn cho La Roche-Posay á, để La Roche-Posay có thể nhìn da và có thể đưa những cái sản phẩm chính xác hơn cho chị nhé. Rồi, một cái deal tiếp theo mà em thấy là cũng rất là được rất là nhiều bạn đón chờ của ngày hôm nay, đó chính là cái bộ sản phẩm giúp phục hồi da. Hồi nãy thì khi mà bắt đầu livestream là em đã thấy có một số chị đã hỏi em về cái sản phẩm này rồi. Thì đối với cái sản phẩm này nó có tên gọi là serum Hyaluron B5. Rồi,
cái serum Hyaluron B5 á là một sản phẩm mà nó sẽ giúp phục hồi cái làn da của mình rất là tốt, cũng như là nó sẽ giúp cho cái làn da của mình được tái tạo nè. À rồi, đây. Rồi, đây cái serum Hyaluron B5 của mình đây ha. Thì bây giờ em đọc giá cho mọi người trước đi, để cho mọi người có thể nhanh tay chốt đơn. Sau đó là em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn về cái công dụng cũng như là cái cách dùng của Hyaluron B5 serum ha. Thì đây nó nằm ở trong cái deal số 2, và hiện tại á, giá gốc đó là 1.030.000. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được mua ưu đãi với giá là 839.000 qua cái livestream này. Và đối với cái bộ sản phẩm này thì các chị có thể áp dụng thêm cái voucher 60.000 này nè. Mọi người ơi, từ 659.000 là đã được cái voucher 60.000 rồi. Cho nên là hầu như những cái deal ngày hôm nay em thấy là mình đều được áp cái voucher 60.000 hết. Nên là mọi người cứ thoải mái mua sắm nha. Bởi vì ngoài voucher thì mình còn được free ship vận chuyển nữa, và còn được tặng thêm rất nhiều quà chính hãng đến từ Lensplay nữa, phải không ạ? Rồi, đối với cái Hyaluron B5 Serum này thì trong cái deal số 2 chúng ta sẽ được tặng những cái phần quà như sau. Đó là một cái chai nước tẩy trang 50ml nè. Tiếp theo đó là một cái gel rửa mặt và tắm 50ml. Đây, gel rửa mặt và tắm là cái em này nha. Rồi, tiếp theo đó là tặng cho mình thêm một cái chai xịt khoáng 50ml. Rồi, xịt khoáng 50ml, tặng nhiều quá thôi mọi người. Rồi, tiếp theo đó là hai cái kem dưỡng làm dịu da Cicatrax B5. Rồi, hai cái kem dưỡng làm dịu da thì nó sẽ nằm ở trong cái gói như thế này. Sẽ nằm trong cái gói như thế này. Và đối với cái gói này thì mọi người sẽ rất là tiện khi mà chúng ta đi du lịch nè. Chúng ta có thể bỏ túi là chúng ta đã có ngay cái sản phẩm dưỡng da cho mình rồi. Rồi, thì đối với cái bộ deal về cái Hyaluron B5 này thì các chị có thể thấy là trong này nó có đầy đủ từ tẩy trang nè, đến sữa rửa mặt, đến xịt khoáng. Và cái bộ sản phẩm này như Dung có chia sẻ với mọi người đó, thì thay vì bình thường á, mua single là 1.030.000, nhưng khi mà mình mua qua livestream thì mình được ưu đãi chỉ còn 839 thôi. Ngoài ra còn được tặng thêm những cái phần quà mini size, mà những cái này thật ra khi mà mọi người mua single á, có nghĩa là mua đơn lẻ đó, cái chai này là 160 mấy nè, rồi cái em này cũng phải là 200 mấy nữa, rồi cái nước tẩy trang cũng vậy. Thì nhìn chung cái phần quà của mình, cái giá trị nó cũng phải lên tới hơn 500.000 đó mọi người. Cho nên là mọi người hãy tranh thủ cái dịp này để mà có thể sắm cho mình những cái sản phẩm từ La Roche-Posay nha. Và trong những cái trường hợp nào thì chúng ta sẽ sử dụng serum Hyaluron B5 ạ? Đó là khi mà chúng ta thấy cái làn da của mình có những cái dấu hiệu lão hóa sớm. Mọi người cứ hình dung là lão hóa sớm nghĩa là sao ạ? Nghĩa là chưa tới độ tuổi lão hóa nhưng đã có nếp nhăn rồi, thì người ta gọi là lão hóa sớm, phải không ạ? Ví dụ như em Dung thì bây giờ là sắp 30 tuổi rồi, nhưng mà thường mọi người sẽ biết là phải tầm 35 trở lên đến 40 tuổi thì những cái dấu hiệu lão hóa mới xuất hiện rõ rệt nhất. Ví dụ như là nếp chân chim, rồi cái khóe cười của mình bắt đầu nó sâu hơn, nó đậm hơn, hoặc là da của mình có nhiều nếp nhăn hơn, khô sạm hơn. Nhưng tại sao những cái người dưới 30 chưa đến độ tuổi lão hóa mà nhưng mà vẫn có những dấu hiệu lão hóa, thì người ta gọi đó là lão hóa sớm. Vậy thì lão hóa sớm thực chất là nó bắt nguồn từ cái việc đó là da của chúng ta bị thiếu độ ẩm với các chị. Mà mọi người sẽ thấy là khi da thiếu ẩm thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề nha. Em thấy là rất là nhiều chị em phụ nữ không có quan tâm đến vấn đề dưỡng ẩm đâu, mà mọi người cứ chạy theo là nào là dưỡng trắng nè, là nào là chống lão hóa. Mà em thấy cái dưỡng trắng là mọi người đam mê nhất đúng không ạ? Thật ra thì em Dung cũng rất là thích trắng, nhưng mà thường trong cái bộ sản phẩm ở nhà của em Dung thì thường cái sản phẩm mà em có nhiều nhất lại là những sản phẩm chuyên về dưỡng ẩm và chống lão hóa. Và chia sẻ tiếp với mọi người là vì sao cái việc dưỡng ẩm nó rất là quan trọng trong cái việc chống lão hóa sớm nha. Tại vì khi mà da của chúng ta bị mất đi độ ẩm thì sẽ có một cái vấn đề dẫn đến là da chúng ta bắt đầu khô hơn. Và khi da chúng ta khô hơn, khi mà mọi người đi ra ngoài ánh nắng mặt trời đó, thì ánh nắng nó sẽ thiêu đốt cái làn da của mình, giống y như là cái cây rồi đó. Khi mà cái cây của mình nó không có tưới nước, là mình bị thiêu đốt với ánh nắng mặt trời, thì mọi người sẽ thấy cái cây sao nó héo đúng không, nó rũ xuống đó. Và cái làn da của mình cũng y như vậy, làn da của mình nếu bị thiếu độ ẩm mà mình còn không có biết cung cấp độ ẩm làm cho da mình trở nên khô hơn, thì khi mà chúng ta chịu những cái tác động từ bên ngoài và đặc biệt là tia UV thì nó sẽ khiến cho da của chúng ta trở nên khô ráp hơn, bắt đầu gặp cái tình trạng mất nước. Và khi da mất nước thì nó sẽ có một cái cơ chế, đó là nó phải co lại. Mọi người cứ hình dung là khi mà gặp trời nóng thì da nở ra, và khi trời lạnh thì da co lại đúng không? Nhưng còn một cái khiến cho cái da co lại nữa, đó là tình trạng da mất nước. Bởi vì khi mà da của mình nó bị mất nước nè, nước nó bay qua, thì cái da của mình tự động nó phải theo cái cơ chế nó khép lại để mà nó ngăn bớt cái tình trạng mất nước. Và khi mà nó nhăn lại như vậy thì nó sẽ tạo thành những cái nếp nhăn mảnh nhỏ ở trên cái bề mặt da của mình. Vậy thì mọi người sẽ thấy là trời ơi, mất độ ẩm thôi nhưng lại dẫn đến rất là nhiều vấn đề đúng không? Và khi mà da của mình thiếu ẩm thì
ngoài cái việc là có nếp nhăn thì còn một vấn đề nữa mà ai cũng sợ, đó là lên những cái đốm nâu, đúng không ạ? Khi da càng khô thì ánh nắng càng dễ thiêu đốt cái làn da của mình, và chúng ta lại càng bắt đầu dễ để lại những cái đốm nâu. Và cái việc mà khô da nó còn dẫn đến cái việc đó là mất cân bằng dầu và nước ở trên cái bề mặt da, khiến cho cái làn da của mình tiết dầu nhiều hơn. Thì cái này em không biết là mọi người đã nghe chưa, em nghĩ là chắc là cũng phải có nhiều bạn nghe rồi và đã quan tâm rồi. Thì khi mà da mình càng khô á mọi người, thì nó sẽ có một cái cơ chế, đó là da lại càng tiết dầu nhiều hơn ha. Chứ mọi người đừng có nghĩ là tự nhiên cái da tiết dầu nha. Thật ra có nhiều người da càng khô có nghĩa là da của mình nó sẽ có hai cái tuyến, là tuyến dầu với lại tuyến nước. Vậy thì khi cái tuyến nước của mình này là mình không có bổ sung cho nó, mình khiến nó khô ráp đúng không, thì cái tuyến dầu bắt đầu nó sẽ tiết ra nhiều hơn gấp đôi để mà nó bù cho cái lượng ẩm bị mất đi trên cái làn da của mình. Vậy thì khi da thiếu nước, khi da của mình bị khô ráp, khi da của mình sần sùi không có láng bệnh, thì mình hãy sử dụng serum hyaluronan, bởi vì đây sẽ là một cái giải pháp để cấp ẩm cho da. Bởi vì trong cái em này nó sẽ chứa tới hai cái hạt HA lận, một cái hạt HA là hạt nhỏ thì nó sẽ đi sâu vào da để mà sửa chữa những cái vấn đề mất nước từ sâu bên trong. Một cái hạt HA hạt lớn thì nó sẽ nằm trên bề mặt để mà giúp ngăn ngừa cái tình trạng mất nước, và đặc biệt là nó sẽ làm trơn láng cái bề mặt da của mình. Thì khi mà da của mình nó mịn màng, nó đủ độ ẩm, thì em tin chắc là cái làn da của chúng ta nó sẽ tươi sáng hơn và chúng ta làm gì nó cũng đẹp cả. Đối với cái em Hyaluronan Serum này á mọi người, thì còn bổ sung thêm cái thành phần đó là B5, là vitamin á. Thì vitamin B5 nó sẽ có cái công dụng là phục hồi tái tạo da, cho nên là nếu mà những chị nào mà chúng ta hay thực hiện laser lăn kim, hoặc là chúng ta muốn phục hồi da sau mụn, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng serum Hyaluronan nhé. Và em xin nhắc lại là hiện nay cái deal này chỉ có giá là 839.000 thôi, so với giá gốc đó là 1.030.000. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta mua cái bộ sản phẩm ở cái deal số 2 này, thì mọi người sẽ được tặng nước tẩy trang, rồi mọi người được tặng xịt khoáng này, được tặng sữa rửa mặt, rồi được tặng cả kem chống nắng nữa. Đây là một cái deal rất là hời đúng không ạ? Và nếu mọi người có câu hỏi gì cho cái sản phẩm serum Hyaluronan á, thì mọi người cứ để lại comment cho em nha. Thì cách dùng thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần dùng 2 lần sáng tối. Và với những bạn nào mà là da hỗn hợp hoặc là da dầu nhiều á, thì chúng ta chỉ cần dùng buổi tối thôi là được ha. Rồi, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp cái deal số 2 này cùng với lại cái deal số 1, đó là cái serum Effla ha. Tại vì khi mà điều trị mụn thì cái việc mà cấp ẩm cho da, phục hồi da nó cũng rất là quan trọng. Thì nếu mà được á thì mọi người nên kết hợp cả hai, thì nó sẽ ổn định hơn trên cái làn da của mình. Một sản phẩm thì sẽ giúp kiểm soát dầu, giúp làm mờ đi những cái đốm thâm, rồi giúp giảm viêm. Còn một sản phẩm thì sẽ giúp cho cái làn da của mình nó sẽ được phục hồi nhanh hơn, và nó tăng cái độ ẩm mượt ở trên cái bề mặt da của mình. Rồi, em chào chị Jolie Fan. Deal này tên gì? Dạ, deal này là deal số 2. Thì để mua cái deal này thì mọi người chỉ cần comment là chốt deal số 2 thôi, thì sẽ có chuyên viên tư vấn nhắn tin để mà lên đơn hàng cùng với mọi người nha. Và mọi người lưu ý là tất cả những cái deal ngày hôm nay thì đều sẽ được free ship ở trên toàn quốc và được tặng rất là nhiều phần quà. Cho nên là mọi người hãy nhanh tay lên nhé. Mọi người nhớ nha, chúng ta sẽ có một cái mini game, đó là tặng 3 cái clip Effla Triple Cộng cho 3 bạn khách hàng may mắn nhất tham gia cái mini game trong cái chương trình ngày hôm nay. Cho nên là mọi người hãy cố gắng, ở gần đến cuối cái livestream thì em Dung sẽ đọc cái mini game để cho mọi người cùng tham gia nha. Rồi, tiếp theo là một cái deal nữa, đây là cái deal về cái sản phẩm giảm mụn ngừa thâm và giúp cho cái làn da của chúng ta ngăn ngừa cái tình trạng mụn tái phát, và chỉ cần sau 12 tiếng thôi thì cái sản phẩm đã có tác dụng trên cái bề mặt da của mình rồi. Đó chính là cái sản phẩm Effla Triple Cộng, và cũng chính là cái phần quà mà La Roche sẽ dành tặng cho 3 vị khách hàng may mắn nhất của buổi livestream ngày hôm nay. Vậy thì đối với cái bộ đôi này thì bình thường chúng ta sẽ phải mua với giá là 495, nhưng ngày hôm nay thì cái giá rất là ưu đãi, chỉ có 389 thôi cho một cái sản phẩm Effla Triple Cộng. Và khi mà mua cái deal này là deal số 3 nha mọi người nha. Deal số 3 là Effla Triple Cộng. Thì khi mua Effla Triple Cộng, chúng ta cũng sẽ được tặng kèm thêm những cái sản phẩm như sau. Thứ nhất là một cái chai nước tẩy trang 50ml nè. Tiếp theo là một cái chai xịt khoáng 50ml. Rồi, một cái gel rửa mặt 15ml. Đây, một cái gel rửa mặt 15ml. Và tiếp theo đó là một sữa chống nắng dành cho da nhạy cảm. Đây, sẽ là tất cả những cái phần quà khi mà chúng ta mua cái deal số 3. Và cái deal số 3 này thì chỉ có 389.000 thôi. Rất là rẻ đúng không ạ? Thì hồi nãy em Dung có nói là Effla Triple Cộng có tác dụng ở trên da sau 12 tiếng. Có nghĩa là mọi người đừng có nghĩ là sau 12 tiếng hết mụn nha. Không có nha. Bây giờ kem trộn là cũng không có làm đến điều đó đâu. Em thấy nhiều khách hàng cứ đòi là trời ơi, thoa lên là hôm sau phải hết mụn liền.
liền. Thật ra là không có cái sản phẩm nào hôm sau hết mụn liền mọi người, chỉ là hôm sau da của mình nó sẽ ổn định hơn, nó đỡ đau hơn, nó đỡ sưng hơn. Rồi và đặc biệt là đối với Effaceland Triple Cộng thì chỉ sau 12 tiếng thì nó có thể tiêu diệt được những cái con vi khuẩn gây mụn ở trên cái bề mặt da của mình, giúp cho cái nền da của mình ổn định hơn. Và đặc biệt là sau 12 tiếng sau khi chúng ta thoa Effaceland Triple Cộng thì cái tình trạng mà sưng viêm cũng như là cái tình trạng đau rát do cái mụn mà nó làm cho chúng ta cảm giác khó chịu á thì nó sẽ được giảm sau 12 tiếng. Cái này mọi người lưu ý cho em nha. Trời chứ đừng có bắt bẻ nhãn hàng tội nghiệp lắm. Em thấy nhiều chị cứ không bên bảo là sau 12 tiếng chị đâu có thấy hết mụn đâu. Thì hôm nay mình hiểu điều cho em nha. Sau 12 tiếng là da của chúng ta sẽ bớt sưng nè, bớt đau, bớt đổ dầu nè. Và ngoài ra là cái gọi là những cái con vi khuẩn gây mụn trên cái làn da của mình nó sẽ được ức chế dần dần. Và đương nhiên là sau 1 tháng hoặc là sau ít nhất thường á điều trị mụn á, cái hiệu quả tốt nhất về điều trị mụn là phải từ 3 đến 6 tháng rồi mọi người. Đối với ai mà bị mụn nhẹ thì chỉ cần sau 1 tháng là hết rồi. Nhưng mà những ai mà có cái tình trạng mụn quá nặng ở trên da thì thông thường phải từ 3 đến 6 tháng nha. Bị mụn là em Dung có nhiều kinh nghiệm lắm. Tại vì trời ơi, em Dung là cũng đã mất 6 tháng đến 1 năm để mà điều trị mụn trên cái làn da. Nên là mọi người đừng có lo lắng. Nói chung là mụn rồi cũng sẽ hết thôi. Quan trọng là chúng ta tìm đúng sản phẩm. Vậy thì Effaceland Triple Cộng chúng ta sẽ sử dụng trong những cái trường hợp nào ạ? Đó là trong những cái trường hợp khi mà chúng ta có mụn sinh viêm nhiều ở trên các làn da của mình, có nhiều cái mụn ẩn. Nhiều nghĩa là sao? Nghĩa là mình ví dụ mình có ở trên trán ví dụ khoảng tầm 5 đốm, hai má của mình cũng từ 5 đốm mụn trở lên, má bên này cũng vậy, cằm cũng vậy, thì mình hãy sử dụng Effaceland Triple Cộng. Bởi vì trong Effaceland Triple Cộng sẽ có cái hoạt chất là aquaglucosylphenylfoamide để giúp cân bằng lại cái hệ vi sinh trên cái làn da. Mà mọi người biết đó, khi mà chúng ta bị mụn thì chắc chắn là vi khuẩn nó đang tấn công cái làn da của mình. Mà vi khuẩn thì không có phải là ngày 1, ngày 2 mà nó hết, chỉ cần sau 2 tiếng thôi là cái vi khuẩn gây mụn nó đã nhân cái cấp số nhân rồi, mọi người hiểu mà đúng không? Chỉ cần sau 2 tiếng thôi là thay vì có một con vi khuẩn thì nó đã đẻ ra là tới cả 1.000, 1 tỷ con vi khuẩn trên cái làn da của mình rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải có những cái sản phẩm mà nó có những cái hoạt chất chuyên biệt để giúp ức chế những con vi khuẩn đó. Vậy thì aquaglucosylphenylfoamide sẽ là một cái hoạt chất mình có thể hiểu nôm na là nó sẽ giúp cân bằng lại cái hệ vi sinh trên cái bề mặt da. Và pyrrolidinolamide sẽ là cái hoạt chất để giúp ức chế cái con vi khuẩn gây mụn trên cái làn da của mình. Và đương nhiên là khi bị mụn thì chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề như là bít tất lỗ chân lông nè, tuyến dầu tiết ra nhiều, vi khuẩn tấn công, rồi có những cái phản ứng viêm ở trên da. Vậy thì khi dùng Effaceland Triple Cộng mọi người sẽ thấy cái làn da của mình nó giảm sưng rồi giảm đau, bởi vì trong em này nó sẽ chứa hoạt chất niacinamide nha, để mà giúp giảm viêm nè, giảm đau, cũng như là cùng với kẽm để mà kiểm soát dầu. Và đặc biệt là sẽ có những cái hoạt chất như LHA nè, BHA để mà giúp làm thông thoáng cái làn da của mình. Và đương nhiên là phải kể đến nước khoáng của La Roche-Posay. Đây là một cái điểm rất là khác biệt khi mà mọi người sử dụng cái kem gọi là kem trị mụn của La Roche-Posay. Thường tất cả những cái brand khác đó mọi người, thì thật ra nhiều brand lắm họ cũng sẽ có những cái sản phẩm kem điều trị mụn đúng không? Nhưng cái sự khác biệt của Triple Cộng là gì ạ? Là có nước khoáng La Roche-Posay. Và nước khoáng La Roche-Posay thì sẽ giúp cho chúng ta giảm đi cái tình trạng kích ứng, dị ứng ở trên da. Bởi vì trong cái thành phần nước khoáng của La Roche-Posay sẽ chứa một cái thành phần khoáng tên gọi là selenium. Vậy thì chính cái hoạt chất selenium này nó sẽ giúp trung hòa cái tạp chất này, giúp cho cái làn da của chúng ta được nhẹ dịu hơn. Và nhất là trong cái quá trình chúng ta bị mụn thì sẽ không thể nào tránh khỏi cái việc đó là có thể da chúng ta trở nên nhạy cảm hơn. Thì đây sẽ là một cái điểm rất khác biệt của La Roche-Posay so với tất cả những nhãn hàng khác. Mà khi mà mọi người dùng Effaceland Triple Cộng thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái khả năng điều trị mụn nè, về cái khả năng ngăn ngừa mụn tái phát, cũng như là cái khả năng đáp ứng ở trên cái làn da. Chỉ cần là mọi người xác định đúng cái làn da của mình thôi. Một là chúng ta khi mà bị mụn, chúng ta có thể là bị mụn cái má thôi, thì khi đó mình chỉ cần thoa mụn cái má của mình là được. Còn nếu mà chúng ta bị khắp mặt thì chúng ta hãy thoa khắp mặt, chứ mọi người đừng có dùng để chấm lên nha. Mọi người chấm thì cũng được, nhưng mà mọi người phải tán mỏng nó ra. Còn em thấy là nhiều chị á, khi mà chấm á, thì mọi người sẽ lấy một cái đốm rất là to như thế này, mọi người chấm lên cái vùng mụn của mình thì nó sẽ gây cháy, gây bỏng và gây bị chai á, chai cái đốm mụn của mình, thì đó là không nên nhé. Rồi mọi người lưu ý giùm cho em thì đây sẽ là deal số 3. Và hiện tại cái deal này đang có giá là 389. Và mình được tặng rất là nhiều phần quà ha. Rồi em nhắc lại quà cho mọi người nè. Được tặng nước tẩy trang, rồi được tặng chai xịt khoáng nè, rồi được tặng cái Effaceland Gel để rửa mặt nè, rồi được tặng thêm sữa chống nắng, rồi một cái tiếp kem chống nắng. Thì đây hầu như là một cái quy trình chăm sóc da cơ bản dành cho da dầu mụn rồi mọi người. Thì đối với cái quy trình chăm sóc da
1 thì thường á mọi người có thể sử dụng một số những cái sản phẩm như thế này ha. Bây giờ em sẽ lấy cái quy trình 4 bước chăm sóc da dành cho da dùng cơ bản nhất dành cho ai cần nhé. Thì đầu tiên á, đối với La Roche thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm có tên gọi là Effect La Gel. Thì chúng ta sẽ dùng cái sữa rửa mặt Effect La Gel kết hợp cùng với Effect La Micellar. Đây là cái bộ đôi để làm sạch nè. Vậy thì cái bước đầu tiên trong cái quy trình chăm sóc dành cho da dầu mụn đó là cái gì ạ? Đó là phải sử dụng tẩy trang vào buổi tối đúng không? Thì mọi người nhớ nha, là chúng ta phải sử dụng cái chai nước tẩy trang có chữ Effect La, hoặc là mình có thể gọi là nước tẩy trang màu xanh cũng được. Tiếp theo, hãy dùng Effect La Gel là sữa rửa mặt dạng gel chuyên biệt dành cho những người bị da dầu, da mụn nè, đặc biệt là dầu tiết nhiều trên gương mặt thì càng nên sử dụng cái em này. Rồi tiếp theo đó là chúng ta chỉ cần có một cái tuýp điều cộng thôi để sử dụng sáng tối là xong. Và một cái tuýp cuối cùng đố mọi người là cái gì? Điều trị mụn xong thì phải bảo vệ da đúng không? Thì chắc chắn là cần phải có kem chống nắng. Vậy thì đây sẽ là cái quy trình 4 bước chăm sóc da đơn giản nhất dành cho da dầu mụn và cơ bản nhất nha. Tẩy trang là phải có rồi, đúng rồi, buổi tối phải tẩy trang, có sữa rửa mặt phù hợp, có kem trị mụn và có kem chống nắng để bảo vệ da, mọi người nhớ nha. Rồi em xin nhắc lại một lần nữa, đây là một cái deal rất là dễ mua, rất là rẻ, chỉ có là 389 thôi. Cho nên là mọi người nếu đang gặp vấn đề về mụn vàng mặt hoặc là mụn sưng viêm hoặc là mụn ẩn thì mọi người hãy nhanh tay và hãy chốt ngay cái deal số 3 nhé. Rồi em thấy có nhiều người, có nhiều chị đang chốt cái deal số 3 lắm rồi nè. Rồi deal này tên gì rồi, hồi nãy em trả lời rồi. Deal này là deal số 3 nha mọi người nha. Deal số 3. Dạ rồi. Vậy thì ngày hôm nay ngoài cái deal về cái kem điều trị mụn thì chúng ta sẽ có một cái deal khác, đó là kem dưỡng làm dịu Cicalac 3B5. Đây là cái deal số 4 và cũng là một cái deal mà em nghĩ là mọi người cũng sẽ rất là dễ dàng để mà sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì nó rất là dễ dùng. Đây, cái sản phẩm Cicalac 3B5 là một cái sản phẩm mà hầu như cũng khá, hầu như là ai cũng biết. Khi mà nhắc đến La Roche thì hầu như ai cũng biết một cái sản phẩm rất nổi tiếng của La Roche về cái khả năng phục hồi nè, về cái khả năng làm dịu da, cũng như là cái tính tiện dụng của cái sản phẩm này. Và đây là cái deal số 4 ha, và chúng ta sẽ mua mua double, có nghĩa là không có phải là bán một tiếp mà là bán một lúc hai tiếp. Cho nên là trong cái deal này nó sẽ gọi là deal combo nha mọi người nha. Hai tiếp Cicalac 3B5 40ml như thế này thì thay vì bình thường chúng ta sẽ phải mua với giá là 730.000 thì hôm nay chỉ có giá là 598.000 thôi cho cái sản phẩm này. Và hiện tại khi mà chúng ta mua hai tuýp Cicalac 3B5 thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái dưỡng chất Hyaluron B5, rồi một cái dưỡng chất Hyaluron B5 để mà giúp làm dịu cho da. Rồi và tiếp theo đó là một cái chai xịt khoáng 50ml. Rồi, xịt khoáng 50ml ha. Rồi tiếp theo đó là một cái chai nước tẩy trang 50ml. Đây, nước tẩy trang 50ml. Rồi, và tiếp theo đó là một cái gel rửa mặt. Đây, một cái gel rửa mặt 50ml. Trời ơi, tất cả các dung tích mình được tặng đều là 50ml. Rất là thích đúng không ạ? Và khi mà mình mua cái Cicalac 3B5 á thì em nói thiệt, cái tính ứng dụng của nó cao lắm mọi người. Ví dụ như ngày hôm qua đó em làm bếp á, cái hồi em bị phỏng và em đã có ngay cái tiếp B5 để mà thoa lên thì cái da của mình nó sẽ đỡ kiểu như là nó bị cháy á mọi người. Em bị ngay chỗ này, trời sao á, chắc mọi người không thấy đâu. Rồi tóm lại á, là đối với cái Cicalac 3B5 á, nó cũng sẽ chứa những cái hoạt chất rất là dịu và nó hoàn toàn không có chứa cồn, không có chứa paraben, không có chứa gọi là chất tạo màu, tạo mùi, cũng như là nó sẽ không có những cái chất bảo quản gây hại cho cái làn da của mình, bởi vì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng được cả cho em bé sơ sinh. Trong những cái trường hợp là bé bị hâm tả này hoặc là bé bị run sảy thì cũng có thể thoa được. Vậy thì bản thành phần Cicalac 3B5 là một cái bản thành phần mà thật sự là em Dung rất là yêu thích, bởi vì nó đều là những cái thành phần vô cùng lành tính. Thì đầu tiên khi mà nói đến B5 thì mọi người biết đúng không, sẽ có 3B5, có nghĩa là pantenol á. Thì pantenol nó cũng nó sẽ là một cái hoạt chất y như là trong cái serum hyaluron B5 này nè. B5 nó sẽ giúp phục hồi da, tái tạo da, làm mềm, làm mượt cái làn da của mình. Và tiếp theo, ngoài cái ban B5 thì nó còn có ban decasocide là một cái chiết xuất từ rau má để mà giúp làm mềm, làm mượt và làm dịu cái làn da của chúng ta. Và không thể thiếu cái phức hợp đồng kẽm mangan cùng với nước khoáng của La Roche để mà giúp hạn chế cái tình trạng sưng, có nghĩa là những cái tình trạng mà bị viêm da này. Tại vì cái phức hợp đồng kẽm mangan thì nó sẽ giúp kháng khuẩn ở trên cái bề mặt da của mình.
mình. Vậy thì khi mà sử dụng Cicabac AMB5, chúng ta hầu như có thể dùng được cho tất cả mọi đối tượng, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, trong những trường hợp chúng ta bị phỏng. Có thể là phỏng do làm bếp nè, nhưng có thể là bị phỏng do đi biển, đi chơi nắng nhiều mọi người, thì da của chúng ta có thể bị cháy nắng, thì chúng ta cũng thoa Cicabac AMB5 được. Thứ hai, đó là trong những cái trường hợp mà da chúng ta quá khô ráp thì chúng ta cũng sẽ sử dụng Cicabac AMB5 để mà làm mượt, làm trơn cái làn da của mình và ngăn ngừa cái tình trạng mất nước cũng như là phục hồi da. Và thứ ba, đó là trong cái trường hợp chúng ta muốn phục hồi da sau khi bị mụn thì chúng ta cũng có thể sử dụng Cicabac AMB5. Nghĩa là mọi người có thể sử dụng cái điều số 3, đó là cái Ethyl cộng á, mà mọi người kết hợp cùng với lại Cicabac AMB5 ngay trong quá trình điều trị mụn cũng được, hoặc là khi mà mọi người điều trị mụn xong rồi mọi người dùng Cicabac AMB5 để phục hồi lại cái làn da cũng được. Và đây sẽ là một cái sản phẩm mà nó ngon bổ rẻ nhất của nhãn hàng Rose Say mọi người, nên là em khuyên mọi người chân thành là nên mua cái điều này, bởi vì nó dễ dùng cực kỳ. Chúng ta có thể dùng mọi cái vùng da nào ở trên cơ thể cũng được, da mặt nè, da ngay vùng cổ, rồi tay bị ăn, có nghĩa là những cái chị nào mà hay phải rửa chén đó thì nhiều khi tay mình nó sẽ bị nước ăn tay đúng không, nó cũng sẽ khô sần và ráp, thì mọi người thoa Cicabac AMB5 vô vẫn được. Rồi trong những cái trường hợp ví dụ như là con nít nhà mình á, trẻ em nó bị muỗi cắn, nó bị côn trùng cắn, hoặc là nhiều khi nó chơi nó vấp ngã, nó chì xước sơ sơ ở trên tay á, thì mọi người vẫn có thể lấy Cicabac AMB5 để mà thoa cho bé. Và ngoài ra những chị nào mà chúng ta hay dùng những cái liệu pháp cùng với có nghĩa là những cái liệu pháp peel da cùng với AHA, BHA, retinol, hoặc là mình có lăng kim laser, thì mình hãy sử dụng Cicabac AMB5 để làm một cái giải pháp phục hồi cho da ha. Vậy thì cái sự khác biệt giữa cái kem B5 này và Hyaluron B5 này là cái gì? Thì khi mà mọi người thấy hai này, mọi người cũng đã thấy khác về cái bao bì đúng không? Một cái á, cái serum á thì nó sẽ là những cái phân tử nhỏ để có thể đi sâu hơn vào trong da, còn kem á thì nó sẽ là một cái hoạt chất, nó sẽ nằm ở trên cái lớp biểu bì để chăm sóc cái lớp biểu bì cho cái làn da của mình nó được ẩm mượt hơn và nó trơn láng hơn đó. Vậy thì khi mà đối với những chị em nào mà chúng ta mua cái Cicabac AMB5 thì mọi người hãy lưu ý giùm cho em ha, đây là cái sản phẩm mà mọi đối tượng có thể sử dụng được, và đặc biệt là chúng ta dùng được cả cho trẻ sơ sinh, cho nên là nó vô cùng an toàn với các làn da. Và hiện nay thì đây là cái sản phẩm đang nằm ở trong cái deal số 4 và chỉ có giá là 598.000 thôi, là mình đã sở hữu được 2 tuyếp rồi. Mình có thể mua 2 tuyếp cái xong rồi mình tặng cho bạn của mình, hoặc là mình có thể share với bạn của mình, thì nó cũng sẽ rất là kinh tế đúng không ạ? Và mọi người ơi, thì ở cái deal này thì chúng ta vẫn sẽ được free ship ha. Và khi mà mua cái sản phẩm Cicabac AMB5 thì mọi người nhớ là mọi người có thể kết hợp được với cả Hero cộng. Thì cách kết hợp đó là mình thoa Hero cộng lên trước, sau đó là sẽ thoa một cái lớp Cicabac AMB5 lên sau ha. Rồi, tiếp theo thì sẽ là một cái deal về cái sản phẩm tẩy trang, hai cái nước tẩy trang. Thôi bây giờ trước khi mà đi đến cái deal này thì mình sẽ chơi mini game được không ạ? Mình sẽ đổi không khí một chút xíu bằng một cái mini game rất là đơn giản. Ồ, em thấy có một bạn hỏi deal 3 là gì và bao nhiêu tiền. Deal số 3 là deal cộng á mọi người. Deal số 3 là deal cộng, chỉ có giá là 389.000 thôi ha. Rồi bây giờ mọi người đã sẵn sàng để chơi mini game chưa? Thì mọi người comment cho em biết được không? Ở trong này là cái mạng nó hơi yếu, cho nên là em coi cái comment của mọi người bằng cái máy của em á, nhiều khi em không thấy hết, với lại nó bị lag nữa. Bây giờ mọi người nếu mà sẵn sàng chơi game rồi thì mọi người hãy thả tim hoặc là nhắn một cái gì đó đi để cho em biết là mọi người vẫn còn đang theo dõi. Chúng ta sẽ chơi ngay cái mini game, một cái mini game siêu siêu dễ mà chắc chắn ai mà có theo dõi em Dung từ đầu livestream bây giờ chắc chắn sẽ trả lời được, bởi vì mọi người biết rồi đúng không, em Dung dễ thương lắm, lúc nào là cũng sẽ xi nhan trước cho mọi người về cái đáp án rồi, cho nên là chỉ cần mọi người theo dõi livestream thôi thì chắc chắn là mọi người sẽ trả lời được cái câu mini game này. Có bạn Tô Ngân hỏi là da đang xài retinol có bong nhẹ thì Cicabac AMB5 có phục hồi ổn không? Em đang xài retinol và AHA, BHA, vậy có xài Effectra hay B5 được không? Và B5 với Effectra có... Trời ơi, câu hỏi dài quá. B5 với Effectra có kết hợp được không? Bảo quản tủ lạnh hay sao? Rồi, ok Tô Ngân nè. Đợi sau khi mà chị Dung cho các bạn chơi cái mini game này xong thì cái thời gian các bạn trả lời á, thì Dung sẽ trả lời cái câu hỏi của Ngân nha. Rồi, thấy mọi người đã tìm quá trời rồi. Bây giờ mình sẽ chơi mini game ha. Rồi, cái mini game của chúng ta rất là đơn giản. Mọi người hãy nêu cái quy trình 4 bước,
quy trình chăm sóc da dầu bụng 4 bước đơn giản mà em Dung có gợi ý cho mọi người ở ngay cái khúc gần khúc đầu livestream, khi mà nói về cái em phải livestream rồi không? Rất là đơn giản đúng không? Rồi khi mà mọi người comment á thì mọi người nhớ là tag tên những cái người bạn của mình vào để cùng tham gia cái mini game này nha mọi người nha. Rồi cái phần quà có thể là sẽ dành cho những người nào mà chịu khó share nữa. Ai mà share nhiều, tương tác nhiều thì sẽ càng có cơ hội nhận được cái phần quà đó là FLA Triple Cộng nha. Rồi nhớ nè, câu hỏi đơn giản thôi. Mình hãy nêu cái quy trình chăm sóc da 4 bước dành cho da dầu mụn mà có kết hợp FLA Triple Cộng. Đó là 4 bước nào, sử dụng nên sử dụng kết hợp những sản phẩm nào của Colorless Posay. Mọi người hãy kể tên ra nha. Rồi, 4 cái sản phẩm mà em Dung đã gợi ý để mà chúng ta có thể chăm sóc cho da dầu và đang gặp vấn đề bị mụn cùng với FLA Triple Cộng. Rồi, thời gian cho mọi người đó là chắc là sẽ cho mọi người 2 phút đi nha. 2 phút để mọi người trả lời cái mini game này. Và sau khi hết 2 phút thì đội ngũ hỗ trợ sẽ không có nhận cái câu hỏi của mọi người nữa. Rồi, trong cái quá trình mà Mỹ Dung chờ mọi người trả lời thì Dung sẽ trả lời cho em Tô Ngân nha. Tô Ngân ơi, khi mà mình dùng retinol hoặc là retinol thì mình phải hiểu rõ cái làn da của mình nha. Tại vì rất là nhiều trường hợp mà không có hiểu da của mình, dùng retinol một cách quá mức thì sẽ khiến da của mình nó bị tổn thương. Vậy thì khi mà dùng retinol á thì em có thể dùng cùng với lại Cicaplast 3B5 hoặc là em có thể dùng cùng với serum Hyaluron B5 thì đều được. Trong cái trường hợp của em á thì chị nghĩ là em nên sử dụng cái deal số 2 á, đó là cái serum Hyaluron B5 thì nó sẽ phù hợp với em hơn. Bởi vì em đang dùng một cái hoạt chất retinol rất là nó quá là mạnh. Nó sẽ mạnh hơn retinol rất là nhiều và nó sẽ có cái độ build và bong tróc da nhiều hơn so với retinol. Mà ngoài ra chị thấy em còn nói là em đang dùng cả AHA và BHA nữa thì chị không biết là bình thường em kết hợp như thế nào. Thì đối với cái retinol AHA BHA thì thường á, khi mà tại vì tất cả những cái hoạt chất này đều là những cái hoạt chất tác động sâu vào trong cái lớp sừng của da của mình thì Tô Ngân nên dùng cách ngày ra chứ đừng có dùng một lượt. Có nghĩa là ví dụ như là 2-4-6 thì em dùng retinol nhưng mà em sẽ để cho cái làn da của em nghỉ ngơi cái đã, xong rồi tuần sau á vào cái ngày 2-4-6 đó thì thay vì dùng retinol thì em có thể dùng AHA hoặc là BHA. Chứ em đừng có ngày nào em cũng dùng retinol và đừng có ngày nào cũng dùng AHA. Tại vì một lúc mà vừa retinol, vừa AHA, vừa BHA em mà dùng như vậy thì cái làn da của mình nó sẽ bị rất cao. Nghĩa là nhiều khi nó sẽ không có chịu nổi nữa và nó sẽ bị đỏ. Và hiện tại chị thấy là da em đang bị bong nè, là không có thay đổi đi là coi chừng là sau này nó sẽ bị đỏ rát nha. Rồi thì trong cái trường hợp mà đang dùng những cái sản phẩm như vậy á thì em có thể vẫn có thể dùng được Effectla nhưng mà em sẽ phải dùng cách ngày. Có nghĩa là hôm nào mà em dùng serum Effectla đó thì cái hôm đó em không có dùng retinol hoặc là em không có dùng AHA luôn. Em hiểu không ạ? Có nghĩa là mình sẽ cắt tất cả các mũi ra chứ mình không có đè trung lên. Còn về cái việc mà cấp ẩm, dưỡng ẩm thì em có thể lựa chọn giữa cái deal số 2 và cái deal số 4 nha. Deal số 2 thì là serum Hyaluron B5 và deal số 4 đó là Cicaplast 3B5. Rồi, không biết là nãy giờ mọi người trả lời nhiều chưa ạ? Rồi, em cảm ơn chị Nga Nguyễn nè. Chị Nga Nguyễn đã chốt cho deal số 4. Rồi, chị Thanh My hỏi deal 1 bao nhiêu tiền? Deal 1 đó là dưỡng chất Effectla Serum và hiện tại đang có giá là 729 đó chị. Rồi sao cái điện thoại của em bị sao vậy ta? Em không thấy mọi người comment gì hết trơn. Em phải thoát ra mới vô lại được. Rồi không biết là mọi người có nhớ được cái quy trình 4 sản phẩm cơ bản không ha? Rồi để đạt được quà thì mọi người nhớ nha. Đó là mọi người phải tag tên bạn của mọi người vào nha. Tag tên bạn của mọi người vào đúng cú pháp thì mới được. Và là nhớ share nữa nha mọi người. Ai mà share thì cái cơ hội nhận quà sẽ cao hơn nha. Nhớ nè, trả lời câu hỏi, comment 4 cái bước chăm sóc da dành cho da dầu mụn cùng với FLA Triple Cộng và tag tên những cái người bạn của mình vào, tag 1 đến 3 người bạn ha. Và nhớ là mình hãy share cái livestream này nhé. Rồi 4 bước cơ bản em có thấy bạn Mai Uyên Nhi nè, Mai Uyên Nhi có trả lời nè. Rồi trời ơi quá trời bạn luôn. Em đang dùng sữa rửa mặt Effectla cộng với Cicaplast 3B5 nên dùng chống nắng nào? Bạn Bích Lê, đối với cái việc dùng chống nắng đó, thì chúng ta sẽ dựa trên cái gọi là cái loại da. Ví dụ như em bị tiết dầu nhiều thì em có thể dùng chống nắng kiềm dầu, còn nếu mà da của em không có dầu nhiều thì em sẽ dùng chống nắng Antelios Invisible Fluid ha. Nhưng mà thì Dung thấy là em đang xài cái sữa rửa mặt Effectla thì có thể là chắc da em bị dầu nhiều đúng không?
đúng không? Thì em có thể dùng kem chống nắng anti-lớp anti-shine nha. Đây sẽ là cái sản phẩm của cái deal cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người nha. Một cái sản phẩm mà mọi người đang rất là mong chờ. Rồi trong cái quá trình mà chờ mọi người comment thì em sẽ chia sẻ tiếp cái deal số 5 cho mọi người. Đó là cái bộ đôi nước tẩy trang và làm sạch dành cho da thường. Đó là một cái chai nước tẩy trang micella dành cho da nhạy cảm 400ml. Thì cái deal này hiện tại cũng rất là rẻ, chỉ có 379.000 thôi, so với gốc là 465.000. Rồi hình như là mình đã hết 2 phút rồi đúng không ạ? Mình hết 2 phút rồi cho nên là mọi người ngưng comment nhé. Mọi người ngưng comment về các mini game nha. Rồi trong cái quá trình mà chờ đợi á, đội ngũ hỗ trợ cũng như là ban tổ chức tìm ra 3 bạn mà có cái đúng cái cú pháp nè và comment đúng nhất thì Dung sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người về hai cái deal cuối cùng của ngày hôm nay, và chúng ta sẽ công bố 3 bạn thắng cuộc gọi là thắng cái mini game này ngay trong cái livestream này luôn nha, cho nên là mọi người đừng có đi đâu nhé. Rồi đối với cái deal số 5 thì sẽ là một cái chai nước tẩy trang 400ml dành cho da nhạy cảm, có nghĩa là gọi là da nhạy cảm có nghĩa là tất cả mọi loại da đều dùng được mọi người. Ví dụ như chúng ta là da dầu nhưng chúng ta bị nhạy cảm quá thì chúng ta vẫn sử dụng được cái sản phẩm này, hoặc là chúng ta là da thường, da khô, da hỗn hợp nhưng chúng ta có thêm cái yếu tố nhạy cảm thì mọi người vẫn sử dụng được cái sản phẩm micella màu trắng này nha. Và đối với La Roche á thì sẽ có hai cái loại nước tẩy trang, cái loại nước tẩy trang màu xanh lá và nước tẩy trang màu trắng. Thì màu xanh á, thì sẽ là dành cho da dầu, còn màu trắng thì sẽ dành cho tất cả mọi loại da, những cái loại da nào cũng dùng được hết á, chỉ cần nhạy cảm thôi là đều dùng được. Vậy thì ngày hôm nay cái deal này nó sẽ nằm ở cái vị trí đó là số 5, thì chỉ có 379 thôi so với giá gốc là 465. Và ngoài ra chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái gel rửa mặt 7ml. Rồi cái gel rửa mặt thì nó sẽ nằm ở trong cái gói như thế này, thì cũng rất là dễ dàng để cho mà mọi người có thể mang đi du lịch ha. Rồi tiếp theo là sẽ tặng thêm cho mình một cái gel rửa mặt Effect La 50ml và một cái hộp bông cô tông. Rồi một cái cô tông box, có nghĩa là một cái hộp bông cô tông như thế này. Mọi người thấy điều này hời không? Cái tẩy trang đúng không? Điều tẩy trang chỉ có 379 thôi, thay vì bình thường chúng ta phải mua tới giá 465. Mà mọi người có biết cái tiếp treo rửa mặt này giá gốc là bao nhiêu không? 210.000 đó. Nhưng mà hôm nay khi mà mọi người mua nước tẩy trang, mọi người được tặng luôn một cái tiếp sữa rửa mặt trị giá 210.000 ha, vào trong cái bộ sản phẩm như thế này. Trời ơi, được tặng thêm một bông nữa. Và Dung nghĩ đây sẽ là cái bộ sản phẩm mà gọi là lúc nào cũng sẽ là cái deal mà hời nhất luôn mọi người. Nên là nếu mà ai đang hết nước tẩy trang hoặc là đang cần mua một cái sản phẩm gì đó để tặng cho bạn của mình thì đây cũng là một cái gợi ý rất là tốt, bởi vì nước tẩy trang nó rất là dễ dùng. Và đối với nước tẩy trang của La Roche thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ cũng không có chất bảo quản paraben gây hại cho da nè, không có chứa cồn đặc biệt nha, hoàn toàn không chứa cồn, và không có chứa silicone, không có chứa chất tạo màu, tạo mùi, và sẽ bổ sung thêm cho mình 1% glycerin để mà chúng ta có thể giữ ẩm cho cái làn da của mình, cũng như là khi mà mọi người tẩy trang xong á thì mọi người hoàn toàn không có cần phải rửa lại với nước. Bởi vì khi mà trong một số cái trường hợp mà chúng ta quá bận rộn, chúng ta không có thời gian để mà rửa lại với nước đó, thì mọi người không có cần, chỉ cần tẩy trang sạch thôi là có thể giữ da liền. Ví dụ như hôm qua em Dung cũng vậy, trong cái lúc mà mình đang rất là lười nhiều khi ở nhà thì cũng có nước đó, nhưng mà làm biếng quá, thế là chỉ cần tẩy trang thôi, tẩy trang xong xịt khoáng lên, vệ sinh da bằng xịt khoáng nè đó, cái xong rồi sẽ thoa dưỡng da lên luôn, và da vẫn cảm thấy rất là tự tin, không có sợ là da mình gặp cái vấn đề về mụn gì cả. Rồi em thấy nhiều bạn, em chị Nga nè, chị Nga với bạn Linh là chốt cái deal số 5, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Deal số 5 là một cái deal em nói thiệt mọi người hời lắm luôn á. Tư vấn về C10 đi. Bạn Hoàng Ngô ơi, hôm nay Dung không có C10. Nếu mà bạn cần sự tư vấn thì để La Roche nhắn tin riêng cho bạn nha. Bạn Bích Phượng hỏi deal bao nhiêu đấy ạ? Là không biết Bích Phượng đang hỏi deal nào ta. Dung đang nói cái deal số 5, đó là nước tẩy trang. Nước tẩy trang này chỉ có 379.000 thôi, tặng kèm thêm một tuyếp gel rửa mặt 210.000 đồng 50ml. Và ngoài ra thì sẽ tặng thêm cho mình một cái hộp bông cô tông nè, một cái hộp bông cô tông như thế này. Thì đây sẽ là những cái phần quà mà La Roche Posay đặc biệt tri ân cho những khách hàng, gọi là những cái khách hàng mà trung thành, thương yêu nhất của La Roche Posay ở trên fanpage của La Roche Posay. Và mọi người yên tâm, đó là khi mà mình mua qua livestream thì đây sẽ là cái fanpage chính thức của La Roche Posay tại Việt Nam nha. Mọi người đừng có sợ là mua phải hàng giả hàng nhái nha, ở trên đây là hàng chính hãng, nhập từ Pháp nha. Rồi, tiếp theo thì nói về một chút xíu đi,
trang á, của Lauren Hussein sẽ đặc biệt ở một chỗ, đó là sau khi mà mọi người tẩy trang xong thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta giảm được cái tình trạng bụi mịn ở trên cái làn da, gọi là vệ sinh, làm sạch được cái ô nhiễm khói bụi bụi mịn trên cái làn da của mình đó một cách rất là sạch. Và đây cũng là một có nghĩa là cái thông tin này là đã được nghiên cứu chứ không có phải là tự nhiên cái đưa ra cho mọi người nha. Và mọi người sẽ thấy là Lauren Hussein là một cái nhãn hàng mà một cái sản phẩm mà đưa đến tay khách hàng thì sẽ nghiên cứu này, từ cái bao bì này, coi là có chịu được cái tác động từ tia UV hay không, từ cái môi trường hay không, rồi đến cái chất lượng sản phẩm ở bên trong là cũng phải trải qua một cái quy trình kiểm nghiệm rất là nghiêm ngặt mới cho ra ngoài thị trường. Và đặc biệt là khi mà chúng ta dùng nước tẩy trang thì mọi người sẽ thấy là trời ơi, nó rất là dịu da nè, và có glycerin, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng trên da nó sẽ rất là mượt, và nó sẽ không có cái cảm giác khô hoặc là căng rát châm chích sau khi mà dùng xong. Và nhất là những cái vùng da nhạy cảm, ví dụ như là cái bọng mắt nè, cái mí mắt của mình nè, thì khi mọi người dùng cái nước tẩy trang đó thì mọi người sẽ rất là khác biệt, sẽ cảm nhận cái sự khác biệt so với những cái nhãn hàng khác. Cái sự cảm nhận này thì em nghĩ là mọi người hãy tự trải nghiệm nha. Chứ còn bây giờ em cũng không biết phải miêu tả cái cảm giác đó là sao. Em Dung chỉ biết là từ cái ngày đó mà em được sở hữu trên tay cầm cái sản phẩm nước tẩy trang của Lauren Hussein là tới thời điểm bây giờ em không có dùng được nước tẩy trang khác nào luôn mọi người. Thề với mọi người luôn, em có trải nghiệm qua rất rất là nhiều cái nước tẩy trang của các nhãn hàng khác nhau, nhưng mà đâu đó rồi cũng quay về với Lauren Hussein à. Không có phải là vì em làm cho nhãn hàng đâu, mà thực chất đó là khi mà mọi người dùng cái nước tẩy trang Lauren Hussein, mọi người sẽ cảm, mọi người dùng một thời gian dài á, ví dụ như em Dung là dùng tới đây chắc là mấy năm rồi, có nghĩa là mỗi ngày mình dùng mình mới cảm nhận được là nó có sự khác biệt. Còn nếu mọi người chỉ mới dùng có một tháng cái xong rồi mọi người đổi qua nước tẩy trang khác thì chắc chắn mọi người sẽ không có cảm nhận được, tại vì cái này là phải dựa trên cái cảm nhận mỗi ngày của mình á. Và em chắc với mọi người, nếu mà mọi người duy trì sử dụng nước tẩy trang của Lauren Hussein thì cái da của mình nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ được đảm bảo là về cái độ sạch này, cái độ an toàn trên cái bề mặt da. Và khi mà mọi người thử, mọi người đổi qua cái nước tẩy trang khác, mọi người sẽ thấy cảm giác nó khác liền, nó khác hoàn toàn luôn. Bởi vì đối với cái nước tẩy trang Lauren Hussein á, khi mà người ta bổ sung tới 1% glycerin, đây cũng là một cái hàm lượng rất là cao về cái dưỡng ẩm rồi đó, mà thông thường các nhãn hàng khác không có đâu. Thường chắc người ta nhiều khi là không bổ sung dưỡng ẩm luôn ha. Và đặc biệt là cái cảm giác khi mà mình dùng xong nó rất là thích, nó mượt, nó mềm mà nó không hề gây căng rát trên cái làn da, và đặc biệt là rất là rẻ luôn mọi người. Một cái size 400ml như thế này, trời ơi, em Dung tẩy trang cho vùng mặt, tẩy trang cho vùng cổ, rồi nhiều khi tiếc quá tẩy trang cho cái vùng mu bàn tay luôn mọi người, mà dùng lâu ơi là lâu không có thấy hết đó. Cho nên đó là hôm nay nhân cái dịp Lauren Hussein đang ưu đãi thì mọi người hãy mua ngay cái deal này nhé, deal số 5 rồi. Và cuối cùng là một cái deal của đang gọi là cái deal mà ấp ủ từ nãy tới giờ, có xi nhan trước cho mọi người, đó là cái deal này thì sẽ có một cái sản phẩm kem chống nắng. Đây, kem chống nắng mà rất là nhiều khách hàng mong chờ từ nãy đến giờ. Hồi nãy em không biết cái chị ơi, chị em quên tên chị mất rồi, hồi nãy chị có hỏi là có chống nắng và xanh không á, thì cái chống nắng và xanh này nó nằm ở cái deal số 6 nha, và nó sẽ không có bán riêng lẻ mà nó sẽ bán cặp, có nghĩa là sẽ bán cặp cùng với nước tẩy trang dành cho da dầu bụng. Đây sẽ là một cái combo vừa có chống nắng dành cho da dầu và vừa có tẩy trang dành cho da dầu. Vậy thì cái combo này đang nằm ở cái vị trí deal số 6, thì nếu mọi người chốt deal số 6 thì mọi người để lại cái comment nha. Và cái deal này hiện tại thì đang có giá là 798.000 so với giá gốc là 980.000. Và đối với cái bộ deal này thì mọi người cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái gel rửa mặt. Rồi, một cái gel rửa mặt 7ml kết hợp cùng với lại cái Effectla Trio cộng 3ml. Effectla Trio cộng 3ml ha. Rồi tiếp theo là được tặng thêm một cái gel rửa mặt 210.000. Trời ơi, cái tip này nhỏ vậy thôi mà tới 210 lận các mọi người, mà mọi người được tặng nè, thấy thích không? Rồi tiếp theo đó là một cái nước cân bằng, một cái nước cân bằng ha. Đây, cái nước cân bằng này nó sẽ nằm ở trong cái chai nhỏ nhỏ như thế này nha. Bây giờ nhiều quá em cầm không hết rồi, giờ em đọc cho mọi người được không? Còn một cái nữa. Đây, một cái hộp bông cô tông như thế này. Rồi, vậy thì cái deal số 6 cuối cùng của chúng ta sẽ là một cái deal mà mọi người mong chờ từ rất là nhiều ngày, và hầu như lần nào em Dung livestream mọi người cũng hỏi là hôm nay có kem chống nắng và xanh hay không. Thì hôm nay đã chiều ý của mọi người, đã thực hiện mong muốn của mọi người rồi. Đây là một cái deal là bao gồm vừa có kem chống nắng mà vừa có cả nước tẩy trang. Chống nắng thì chắc chắn phải tẩy trang đúng không ạ? Và kể cả khi không chống nắng thì chúng ta vẫn tẩy trang ha. Rồi, đối với kem chống nắng Antenna Anti-Shine thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà nó có chứa những cái thành phần, ví dụ như là Elysium là một cái thành phần độc quyền của Lauren Hussein, thì nó
nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta kiểm soát dầu lên đến hơn 9 tiếng đồng hồ. Và ngoài ra thì với những cái màng lọc ví dụ như là Mesoplex, này SXL, đây là một cái màng lọc quang phổ rộng thì nó có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa được cái tia UVA mà với cái mức sóng dài nhất lên đến là 380 đến 400 nanomet. Và ngoài ra thì cái màng lọc đặc biệt ở trong cái kem chống nắng dành cho da dầu này á mọi người, đó là một cái màng lọc có tên gọi là XL Protect. Thì cái màng lọc XL Protect là một cái sự kết hợp giữa Visaline cộng với vitamin E. Thì Visaline chính là cái rễ cây hoàng cầm. Cái rễ cây hoàng cầm khi mà kết hợp cùng với vitamin E thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả chống oxy hóa và nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta bớt bị cái tình trạng xỉn màu, có nghĩa là bị đổ dầu á. Các chị sẽ thấy là khi mà chúng ta sở hữu một cái làn da dầu thì chắc chắn là da chúng ta ngon rồi nha. Da dầu là cái làn da mà có cái tình trạng là bị lão hóa chậm nhất. Có nghĩa là ai mà sở hữu da dầu là chúc mừng mọi người. Mọi người sẽ có một cái làn da mà trẻ lâu nhất. Tuy nhiên thì nó sẽ, chúng ta nếu mà chúng ta không có biết cách chăm sóc thì chúng ta sẽ hay gặp cái tình trạng đó là bị xỉn màu, hoặc là chúng ta tìm một cái sản phẩm mà kiểm soát dầu hoặc là chống nắng không có phù hợp thì chúng ta sẽ hay bị cái tình trạng đó là bị oxy hóa và khiến cái làn da của mình nó bị xuống tông, nhìn nó sẽ không có tươi sáng. Vậy thì khi mà chúng ta có một cái làn da dầu là vốn dĩ là cũng đã là một cái làn da đẹp rồi, tuy nhiên á, thì cái tình trạng dầu tiết ra nhiều thì nó sẽ dễ gặp làm cho chúng ta bị cái nhược điểm, đó là thứ nhất oxy hóa, thứ hai là bị vấn đề về dầu mụn, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết cách sử dụng đúng cái sản phẩm thì cái làn da dầu vẫn sẽ là một cái làn da mà đẹp nhất theo em Dung đánh giá nha. Bởi vì trẻ lâu nhất là chắc chắn là sẽ đẹp nhất, phải không ạ? Rồi vậy thì trong cái video số 6 này sẽ là bộ sản phẩm phù hợp cho những chị em nào có cái tình trạng da hỗn hợp thiên dầu cho đến da dầu. Bởi vì trong cái bộ sản phẩm này sẽ có cái sản phẩm Effectra Micella là một cái sản phẩm giúp tẩy trang, có bổ sung thêm một cái thành phần là khoáng kẽm để mà giúp cho cái làn da của chúng ta kiểm soát bóng dầu được tốt hơn. Và tiếp theo đó là cái kem chống nắng Anterior Anti-Shine, hoặc là kem chống nắng có cái vạch màu xanh để mà giúp cho da của chúng ta được kiểm soát bóng nhờn. Ngoài cái việc là chống nắng bảo vệ da cho mình, còn bổ sung thêm vitamin E, rễ cây hoàng cầm, rồi bổ sung thêm là Ericeum, những cái hoạt chất để mà giúp kiểm soát ống dầu, kiểm soát mồ hôi suốt 9 tiếng trên cái làn da của mình. Rồi và đây cũng sẽ là những cái gọi là những cái deal cuối cùng của ngày hôm nay rồi, cho nên là mọi người có thể tham khảo cái deal này nếu mà chúng ta có gặp cái vấn đề về da dầu mụn này, hoặc là chúng ta đang cần mua một cái bộ sản phẩm gì đó để tặng cho bạn bè người thân của mình thì mọi người hãy mua những cái deal ngày hôm nay của La Roche Posay nha. Và em xin nhắc lại một lần cuối, cái bộ deal này mọi người mua nhanh tại vì hết rồi, là rất là lâu mới mở bán lại, tại vì bữa giờ em Dung livestream mọi người em Dung biết cái sản phẩm này nè là hết mau lắm, cho nên là hôm nay mở cái deal này rất là đặc biệt thì mọi người hãy nhanh tay nha. Bộ đôi này hiện tại là chỉ có 798 thôi, và chúng ta sẽ được tặng kèm thêm, đây em Dung nhắc lại lần nữa nè, rồi một cái Effectra gel 7ml, rồi tiếp theo là một cái gel rửa mặt 50ml 210.000, rồi tiếp theo đó là một cái nước cân bằng, đâu rồi cái nước cân bằng nhỏ nhỏ, đây cái nước cân bằng, rồi tiếp theo đó là tặng cho mình một cái Effectra gel cộng 3ml, nó cũng sẽ nhỏ nhỏ như thế này ha, để cho mọi người dùng thử nè. Rồi tiếp theo sẽ là một cái hộp bông cô tông, một cái hộp bông cô tông, trời ơi đây trời quá trời luôn, em cầm không hết rồi mọi người ơi, trời ơi đây. Tất cả những cái deal này mà chỉ có 798 thôi. Đây là cái deal cuối cùng và cũng là một cái deal khổng lồ của ngày hôm nay. Thì nếu mà ai da dầu thì mọi người hãy nên mua cái deal này nhé. Rồi, không biết là nãy giờ mọi người có comment đặt câu hỏi gì không ta. Trời ơi, em lo nói deal cho mọi người quá. Và cái điện thoại này của em đọc cũng không có được nữa, cho nên là không biết nãy giờ mọi người có hỏi cái gì không. Em cảm ơn chị Ngô Hồng nè, đã chốt deal số 5 nè. Bạn Bích Phượng có hỏi chị ơi, kem chống nắng á, bôi có bị xuống tông nhanh không? Xuống tông hay không? Đó là do cái da của mình có bị đổ dầu nhiều hoặc là có bị oxy hóa hay không nha. Và khi mà chúng ta bôi kem chống nắng thì chúng ta hãy bôi một cái liều lượng đúng và đủ thì nó sẽ không có bị xuống tông. Còn trong trường hợp là chúng ta đã dùng kem chống nắng kiềm dầu rồi nhưng mà tại sao dầu nó vẫn tiết ra nhiều, thì chúng ta bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng kèm thêm xịt khoáng. Nhiều khi là chúng ta bị cái trường hợp đó là tăng tiết bã nhờn á, có nghĩa là dầu tiết quá nhiều đi, thì có thể là chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái sản phẩm kiểm soát dầu khác, hoặc là chúng ta sẽ xem lại là cái làn da của chúng ta đã cung cấp độ ẩm đầy đủ hay chưa. Tại vì nếu mà da của mình thiếu độ ẩm á, thì dầu nó vẫn tiết ra nhiều, được không ạ? Rồi, bạn Bích Huyền hỏi điêu là gì à? Hình như hồi nãy em có trả lời chị rồi đúng không? Rồi,
À, mọi người ơi, thì mọi người nhớ nha, thì để mà chốt đơn thì mọi người chỉ cần comment vào cái livestream này thôi, là đi 1, đi 2, đi 3 hoặc là đi 4 thôi. Rồi, rồi em cảm ơn bạn Linh Linh nè, cũng đã chốt deal 5 rồi. Mọi người chốt cái deal số 6 này nhanh nha, tại vì cái deal số 6 này á, là hết chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi, và hết rồi là sẽ rất rất lâu mới mở bán lại. Rồi, nãy giờ thì em Như cũng đã chia sẻ rất là nhiều cho mọi người về cái thành phần công dụng, cách dùng, cũng như là những trường hợp nào thì chúng ta nên dùng cái deal nào. Và với những cái deal ưu đãi của hôm nay thì em hy vọng là mọi người cũng đã có được thêm rất là nhiều cái sự lựa chọn, đúng không ạ? Và bây giờ thì sẽ là cái phần công bố mà em nghĩ là chắc là mọi người mong chờ nhất, đó là phần công bố về mini game. Em Dung xin chúc mừng ba bạn khán giả đã có đáp án đúng về cái câu hỏi, đó là hãy nêu cái quy trình chăm sóc da dùng 4 bước cơ bản. Thì cái quy trình của chúng ta đó chính là, thứ nhất đó là dùng nước tẩy trang Effla, được không ạ? Dùng nước tẩy trang Effla ha. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ dùng gel rửa mặt. Rồi, dùng cái gel rửa mặt Effla màu xanh lá, màu xanh dương như thế này. Tiếp theo đó là dùng Effla Triple cộng để điều trị mụn. Và cuối cùng đó là chỉ cần dùng thêm một cái loại kem chống nắng thôi. Đó, thì đây sẽ là cái bốn cái bước chăm sóc da cơ bản nhất dành cho da dầu mụn. Nếu ai bị mụn nhưng mà chưa có biết kết hợp sản phẩm và dùng cái gì cho đúng thì chỉ cần dùng bốn cái bước cơ bản này thôi. Còn đương nhiên là nếu mà mọi người giỏi hơn thì mọi người có thể mua kèm thêm, ví dụ như là balm B5 nè, để mà cấp ẩm và phục hồi da trong cái quá trình chúng ta điều trị mụn. Vậy thì Mỹ Dung xin chúc mừng ba bạn có cái đáp án chính xác nhất và đã tag những người bạn của mình cũng như là có share cái livestream này, đó mà nói chung là đúng thể lệ nhất. Đó là bạn đầu tiên, bạn Diệu Hồng, xin chúc mừng bạn ạ. Bạn thứ hai là bạn Trần Bi, chữ Bi đó là chữ B phở và có hai cái chữ y ngắn, bạn Trần Bi. Rồi bạn thứ ba là bạn Khương Tuyết Trinh. Rồi bạn Khương Tuyết Trinh, Mỹ Dung xin nhắc lại một lần nữa, ba bạn đã thắng mini game của ngày hôm nay đó là bạn Diệu Hồng, bạn Trần Bi và bạn Khương Tuyết Trinh. Chúc mừng ba bạn nha, và xin mời ba bạn hãy inbox ngay cho Lotto Say về cái thông tin của mình, bao gồm số điện thoại, địa chỉ này, nói chung là thông tin cá nhân, để mà Lotto Say có thể gửi tặng cho ba bạn, đó là ba cái sản phẩm Effla Duo cộng đến từ Lotto Say trị giá là 495.000, có thể giúp điều trị mụn ẩn và mụn sinh viên, và chúng ta sẽ thay tàn mặt nha. Còn những chị em nào mà hôm nay chúng ta chưa may mắn thì cũng đừng có buồn. Chúng ta Lotto Say sẽ hẹn mọi người vào một cái livestream lần tới, cũng sẽ gửi tặng cho mọi người những cái phần quà full size, được không ạ? Và ngày hôm nay thì em Dung cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin về khuyến mãi này, về những cái deal, về cái thông tin sử dụng như thế nào và những cái kiến thức về da cơ bản. Thì hy vọng là mọi người đã có thêm kiến thức dành cho mình. Và bây giờ thì em Dung xin kết thúc cái livestream tại đây. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với Lotto Say từ nãy đến giờ ha. Và hẹn gặp lại mọi người vào một cái livestream lần tới cùng với nhiều cái deal cũng như là nhiều cái quà tặng hơn dành cho tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người và chào tạm biệt mọi người. Bye bye.